trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ làm Phó Giám đốc Công an Bình Thuận. Ông Nguyễn Duy Nhật giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An. Ông Đoàn Văn Đại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. Bình Phước điều động bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt. Kiên Giang đã xử lý hai tổ chức đảng và kỷ luật 177 đảng viên. Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Sáng ngày 17 tháng 10, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định điều động Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế. Đại tá Lê Thanh Hùng năm nay 55 tuổi, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vào tháng 6 năm 2021, Đại tá Lê Thanh Hùng là trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận đã cảm ơn đại tá lê thanh hùng trong suốt quá trình công tác tại công an tỉnh bình thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được sự tin yêu tin tưởng của các cấp chính quyền và đồng chí đồng đội thay mặt lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đại tá lê quang nhân chúc mừng và chúc đại tá lê thanh hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở vị trí công tác mới giao nhiệm vụ cho tân phó giám đốc công an tỉnh bình thuận đại tá lê quang nhân đề nghị đại tá nguyễn anh tuấn nhanh chóng bàn giao công việc ở đơn vị cũ để tiếp nhận nhiệm vụ công việc ở công an tỉnh bình thuận cùng với đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh bình thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo giám đốc công an tỉnh bình thuận cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh thủ trưởng các đơn vị địa phương đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại tá nguyễn anh tuấn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Thường trực tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được Bộ Công an điều động nhận vị trí công tác mới là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm, cơ hội để bản thân tiếp tục rèn luyện phấn đấu bản thân hơn nữa. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, phó cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Với việc điều động nhân sự, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận gồm Đại tá Lê Quang Nhân, giám đốc Công an tỉnh, các phó giám đốc gồm Đại tá Trần Văn Mười, Đại tá Đinh Kim Lập và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Ông Nguyễn Duy Nhật giữ chức vụ phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An. Sáng ngày 17 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tại quyết định số 2555, Quy đề UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Duy Nhật, trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chúc mừng ông Nguyễn Duy Nhật đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng, tín nhiệm điều động bổ nhiệm vào cương vị mới, qua đó khẳng định quan tâm kịp thời trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu chuyên môn cao, tham mưu giải quyết công việc kịp thời, góp phần quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cương vị mới, cán bộ được điều động bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, cùng gánh vác trách nhiệm, phát huy vai trò cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Duy Nhật bày tỏ vinh dự, trách nhiệm lớn khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng, tín nhiệm điều động bổ nhiệm vào cương vị mới. Tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu toàn diện trên các mặt công tác, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới để cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Đoàn Văn Đại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. Sáng ngày 17 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Đoàn Văn Đại, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Sở xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chúc mừng ông Đoàn Văn Đại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm vào cương vị mới. Qua đó, khẳng định sự quan tâm kịp thời trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, Sở xây dựng có nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu chuyên môn cao, góp phần quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cương vị mới, ông Đoàn Văn Đại cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, công hiến nhiều hơn nữa, cùng gánh vác trách nhiệm, phát huy vai trò cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bình Phước điều động bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt. Sáng ngày 17 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với hai vị trí lãnh đạo tại thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Bà Trần Tuệ Hiền đã giao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao ông Lê Văn Trần giữ chức quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông Lê Văn Trân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, được Ban thường vụ tỉnh ủy điều động nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư huyện ủy Đồng Phú nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, bà Trần Tuệ Hiền đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài khóa năm, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thái. Tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài khóa năm, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Hồng Thái, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú là những địa phương năng động, trung tâm phát triển của tỉnh. Trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm với kiến thức, kinh nghiệm, cần đổi mới tư duy, tạo đột phá cho sự phát triển của địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trước đó, tỉnh ủy Bình Phước đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Đồng Phú nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 đối với tránh văn phòng tỉnh ủy Đặng Hà Giang, Bí thư huyện ủy Bù Gia Mập, Lý Trọng Nhân và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Văn Mạnh. Kiên Giang đã xử lý hai tổ chức đảng và kỷ luật 177 đảng viên. Chiều ngày 17 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra Giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024, khu vực địa bàn 8 tại Kiên Giang. Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Kiên Giang luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên. Đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt theo phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. 9 tháng qua, các tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát 1.256 tổ chức đảng, tăng 89 tổ chức, với gần 1.500 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó đã phát hiện, xử lý 2 tổ chức đảng và 177 đảng viên bị kỷ luật, giảm 4 tổ chức và 49 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Từ đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, đảng viên, số tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm nhiều so với cùng kỳ.